Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Hoàn Rút nha mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái video so sánh hai cái quỷ nha mọi người. Thì đó chính là cái Gomu G4 Slugman và trái Mochi V2. Để xem chúng ta sẽ tìm ra trái quỷ mạnh nhất của game hiện tại nha mọi người. Thì cái kiếm thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là cái kiếm mình đang đeo trên người, đó là cái kiếm mạnh nhất game hiện tại rồi, không có cây nào qua nó nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là đi tìm trái quỷ mạnh nhất game. Thì chúng ta sẽ gọi là có trái Gomu G4 và G4 Slugman nha, và cây trái Mochi V2 của chúng ta. Thì bộ đồ mình chẳng mặc cái bộ đồ drop thôi, mình không mặc những bộ đồ khác mọi người ạ. Mình cảm giác bộ này là khá là ok rồi. Thì ngày hôm nay trái đầu tiên lên sàn của chúng ta sẽ là trái Mochi nha mọi người. Đó, chúng ta sẽ là trái Mochi. Trái Mochi, hai trái này nó sẽ đều có lít tai hết. Một xíu nữa mình sẽ test lít tai luôn và đam động các thứ ha. Thì hỗ trợ cho chúng ta sẽ là chiêu ép của cây kiếm này và chiêu ép của cái này và chiêu ép của cái này luôn. Rồi thì test đam thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đến cái đảo mà hiện tại đang có con mắt diều hâu nó cư ngụ, để coi thử coi liệu là hai cái này cái nào. Chúng ta sẽ test đam lít, rồi chúng ta sẽ test đam tự chiêu, và chúng ta sẽ test đam tổng hợp, và test đam khi mà có haki bá dương và khi không có haki bá dương nữa nhé mọi người nhé. Đấy, và chúng ta sẽ thử thì chắc là không có test combo đâu mọi người ạ. À, tại vì nếu mà combo thì cũng được, nếu mà muốn combo cũng được, tại vì cái G4 Slugman á, khi mà chúng ta test combo thì chúng ta phải tắt cái kia thì chúng ta mới test được combo, nhưng mà nếu mà được thì chúng ta sẽ test luôn combo ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với trái Mochi, sẽ là hy sinh đầu tiên của chúng ta, gọi là đánh cái bây giờ. Cái này nó có thời gian mọi người, nó chắc mấy trăm giây á, trong vòng mấy trăm giây mọi người không đánh thì cái đảo nó sẽ biến mất, nó di chuyển qua chỗ khác á. Ở cái video trước rồi mọi người thấy tôi test khi mà tôi match tất cả cái điểm star rồi đó thì nó mất. Hiện tại thì con này còn bao nhiêu giây đây, con này nó không hiện giây mọi người ạ, nó không hiện giây. Ok, nó không hiện giây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với trái Mochi. Trái Mochi thì chúng ta sẽ test đam lít khi mà 311m, đây không có haki bá dương nhé mọi người. 311m, một lít sẽ là bao nhiêu đây? Đây, để thử lại cho mọi người nha. 429m máu cho một lít. 429m máu cho một lít, không có haki bá dương nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu hức của nó. Không có haki bá dương nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ là không có haki bá dương giùm mình. Cái này thì chúng ta sẽ test gọi là cơ bản thôi, tại vì cũng thường thường cũng sẽ là phải có haki bá dương vô mọi người ơi. Thì nếu mà không có haki bá dương thì chúng ta xem nhẹ, xem thử ra bao nhiêu máu là biết cái gì. 222 b khi mà không có haki bá dương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên haki bá dương nhé mọi người á, tại vì thực sự ra bây giờ mọi người đi ai đi rảnh đâu đi test không có haki bá dương đúng không. Một lít của haki bá dương là bao nhiêu máu? 2B mọi người, một lít của haki bá dương là 2B. Một lít là 2B87 cho một lít. 2B87 cho một lít nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là chờ đó. 2B87 chính xác là 2B87, không hơn không kém ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với combo của trái Mochi. Combo của trái Mochi. Mình nghĩ là nó hiện tại nó đang lắc, nên mình nghĩ là mình test combo mình sẽ coi thử ra bao nhiêu máu đã. Một tỷ năm mươi bảy tỷ. Cái số bây giờ nó loạn xạ xì ngầu á, tôi không có hiểu mọi người ạ. Mình nghĩ bây giờ kiếm này nó đánh ra nó rất là nhiều máu mọi người ạ. Tại vì một cái kiếm bây giờ, hai mọi người nhìn kiếm. Chết rồi, chưa cái tắt chiêu. Mình chưa cái tắt cái hiệu ứng này. Tắt cái hiệu ứng đi cái đã. Quên tắt cái hiệu ứng đi mọi người ơi. Quên tắt hiệu ứng đi, nó múa hơi lâu đó. Cái này thì nó đánh nó 9 tỷ mấy mọi người ạ. Nên học hồi nó lỗi, nó lắc nam nữa. Là mình không có test được á. Có test được đam á, đó. Giờ nó nằm đây luôn rồi, giờ làm sao? Giờ nằm đây luôn, làm sao chúng ta test đam được của cái trái kia? Thôi, mình sẽ out game ra mình vô lại nha mọi người nhé. Giờ nó nằm đây luôn, làm sao test được? Mình nghĩ là mình không test cái kiếm này đi, mình đổi cái kiếm khác. Cái kiếm này giờ đam nó ảo ma la da la đó.
một trận nhé. Đáng lẽ là tôi sẽ dùng cái kiếm khác đi, tôi sẽ dùng cái tâm kiếm đi. Kiếm nó bây giờ nó bị lỗi cái đam mọi người. Kiếm bây giờ nó bị lỗi cái đam. Đánh gần 10 tỷ đam nữa đầu nó lỗi như vậy là chúng ta không test được nữa mọi người. Test được nữa chúng ta không có nhìn được đam chúng ta gây ra bao nhiêu, chúng ta không biết chính xác mọi người. Chúng ta phải toàn trừ nhìn máu con quái thì chúng ta trừ thôi mà. Như vậy nó cũng không hợp lý lắm. Thì chúng ta sẽ đổi cây tâm kiếm nha. Chúng ta sẽ đổi cây tâm kiếm này. Hồi chúng ta cộng đam lại cho nó dễ. Và mọi người nhớ là mình test đam bằng cây tâm kiếm nha. Đây, cái bộ katana này. Chúng ta sẽ... Đây là hình như là một server khác rồi. Một server khác rồi mọi người ạ. Đấy nha. Chúng ta sẽ test lại từ đầu. Rồi chúng ta sẽ test full combo. Chi này cái thứ luôn. Còn mấy cái này lên hết. Thì nó không có chiêu này. Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến với trái Mochi trước nhé mọi người nha. Trái Mochi, combo của trái Mochi. Combo của trái Mochi sẽ là một T bao nhiêu đây? Một T 50 đến 51. Bây giờ chúng ta sẽ thử full combo cho trái Mochi nhé mọi người nhé. Full combo cho trái Mochi. Có kết hợp cây kiếm chúng ta ngày hôm nay. Đấy. Như thế này cho nó dễ nhìn mọi người ơi. Cái kia thì nó khó nhìn lắm. Chữ F cái kiếm này chắc không dùng được thử á. À, chữ F không dùng được. Ok. Combo của trái Mochi sẽ là bao nhiêu? Nhanh rút gọn luôn mọi người à, làm nhanh rút gọn luôn. Rồi, 5T mọi người ạ, 5T cho combo Mochi. Ok, đây combo Mochi nha. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến với cái gọi là cái Gomu của chúng ta ngày hôm nay á mọi người. Cái Gomu thì test combo nó sẽ hơi khó đi một xíu. Bây giờ tại vì chúng ta phải biến thành cái dạng kia đó mọi người ạ. Cái Gomu rồi, để coi Gomu Gear 4 này có vượt qua cái thưởng 5T máu hay không nhé mọi người nhé. Cái này là dành cho những bạn nào mà chưa có được cái kiếm mới. Nếu như các bạn có được cái kiếm mới rồi thì cái này các bạn bỏ qua quên cũng được, chả sao cả. Rồi bây giờ chúng ta đã gồng hết mấy cái này lên rồi đúng không? Lên lại hồi nãy mình kia mình bỏ tắt rồi. Ok. Đó. Hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gồng cái này lên. Okay. Chúng ta sẽ có lít thường, chúng ta sẽ test lít thường nha. 2T16 cũng bằng nhau thôi mọi người. Thật sự ra chúng ta sẽ test đam tổng của cái này trước đi. Mình nghĩ là sẽ chờ cái chuột ép nó hồi một phát nha mọi người nhé. Cái này thì chúng ta chỉ tính 5 tổng thôi, 5 tổng của 2 trái quỷ thôi. Nhưng mà mình nghĩ chắc là nếu mà tính 5 tổng thì mình đang nghi ngờ là cái Mochi nó mạnh hơn đó mọi người ạ. Đang nghi ngờ là trái Mochi nó mạnh hơn ấy. Chúng ta có thể test ra mới biết được mọi người ạ. Đây, cái kia là 1 tỷ 50 đó, đúng không? 1T50 đúng không? Chi thì sao? Vậy là Luffy thì sao? Ui, cái này mạnh hơn rồi mọi người ơi, 1T57. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là cái khoảnh khắc gọi là full combo của cái này. Coi là nó có hơn được cái 5T40 của cái kia hay không nhé mọi người. 5T40 nha. Ok, đây. Liền luôn. Liền luôn. T40 thì là combo này nó có hơn hay không? Nếu như mà nó hơn được thì nhưng mà nó vẫn có kiểu cảm giác nó hơi ấy nha mọi người. Tại vì chúng ta phải biến tới biến lui á. Tới biến lui á mọi người ạ. Đây. Như đây. Đón xem. Thank you.
Ui, 4 chơi 87 thôi mọi người ơi. 4 chơi 87 thôi, có vẻ như là cái kia nó hơn mọi người ạ. À. Ui dồi, nó lag kìa. Lag kìa mọi người ơi, nó lag kìa. Thôi, nói chung thì cũng có kết quả rồi, mình nghi rồi mà, mình nghi cái Mochi nó mạnh hơn rồi mà, mọi người ạ. À. Nhưng mà thiệt sự nếu mà gọi là dùng combo ấy, thì chúng ta nên ưu tiên cái Mochi. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong game này thì nghĩ là mọi người nên xài cái kiếm đi. Cái cây kiếm ở cái video ngày hôm qua mình có làm cho người xem á, cây kiếm bây giờ nó đánh khá là kinh đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta được thì chúng ta nên xài combo chung ấy những các quỷ khác, tại mình thấy xài combo thì nó cũng ra tập 30 tê rồi mọi người ạ. À. Nếu mà xài kiếm không thì đánh nó hơi cực á. Bây giờ mà combo trong game này là 30 tê rồi, còn về riêng giữa trái ác quỷ Gomu Snake và trái Mochi B2 thì đương nhiên phần thắng nó đã nghiêng về trái Mochi B2 rồi nhé mọi người nhé. Còn nếu như mấy bạn thấy mình test chưa có hỏi chỗ nào thì mấy bạn có thể comment dưới luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Mọi người thấy clip mình như thế nào? Hãy để lại bình luận dưới nha. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.